Nhân dịp thì mình mới mua cái kệ để gia vị này. Hôm nay mình sẽ tiến hành wrap vô để cho các bạn xem nha. Đây là cái kệ gia vị. Cái kệ này cơ bản là để gia vị thì người ta đã làm thành cái sản phẩm rồi. Các bạn chỉ cần về lắp lên và sử dụng thôi. Ở trong cái hộp này là một cái kệ màu đen được sơn bằng sơn tĩnh điện. Cảm giác thì nó cũng theo mình thấy thì nó cũng trông cũng đẹp mắt. Cái chỗ này nó ráp cái thanh này là cái thanh để treo khăn đó, khăn lau bếp á. Để lắp vô thì các bạn cần định vị ba cái lỗ theo cái lỗ vít theo cái thanh định hướng này. Và sau đó thì mình sẽ khoan lên tường ba cái lỗ. Khoan thì mình sử dụng mũi khoan nhỏ thôi, mũi khoan số 6. Để không bị bể tường thì các bạn không nên mở cái chế độ khoan bê tông, mình sử dụng chế độ khoan thường để cho nó qua cái lớp gạch men. Sau đó thì mình sẽ mở cái chế độ khoan khoan có búa lên thì nó đỡ bị bể cái gạch men ở trên tường này. Sau khi khoan xong thì mình đóng cái tắc kê nhựa vô, đóng nhẹ nhẹ thôi để tránh bị cái đầu của tắc kê nó bị tòe ra. Ấm ức quá hả? Mình vặn vít cái thanh cố định này vô, ba dấu vít. Cuối cùng thì mình chỉ cần gắn cái kệ này lên thôi, gắn lên cái thanh cố định. Nó sẽ giấu mấy vít đi. Vậy thôi, xong rồi dọn rồi để lên. Cuối cùng thì mình đã lắp xong cái kệ để gia vị lên rồi. Ở trông cũng khá là gọn gàng đúng không các bạn? Và sau khi xem xong thì đừng có quên cho mình một cái lượt subscribe nha.